Gì mà chạy đâu chạy dữ bạn Quy? Hả? Từ từ chạy. Con đang cho rắn á, tự nhiên con thấy cái con thủy quái nào nó quẩn trong hồ cá bể màu á. Thi quái nào gọi trong bể màu làm có thi quái trời, ai bắt bỏ vô gì đó. Là cái con gì thi quái gì? Là con không biết. Trong hồ nào? Ở trong hồ cá bể màu á. Đâu đâu đi vô chỉ chú coi. Trời đất ơi. Trong hồ cá tôi mà hôm nay có thi quái nữa. Hồ nào? Ở đâu hồ nào? Đâu đâu con lấy ra hàng chứ, trời ơi cá còn có xíu luôn. Nó bự lắm rồi, kìa nó đậu này nè. Bự lắm hả? Kìa nó đậu này nè. Đâu đâu? Kìa, trời. Bắt nó ra. Hàng chi nó ăn cá mình còn có mấy con. Đau lòng, hồi hồ cá cá đóng luôn còn có nhiêu con. Mất tiêu cá trống hết trơn. Trời ơi trời. Nhìn con này có cá gô gì mà. Dớt con cá đó ra. Đúng rồi. Trời đất ơi, có con cá gì vậy? Bắt nó ra đi Huy. Trời, đúng là thủy quái. Ở đâu ra vậy? Con biết, tự nhiên con đi cho mấy cái đồng của cái đùng. Đang dán mảnh quả cái đùng rồi, kiểu này là xong rồi. Lấy miếng xốp ra. Trời ơi. Con phải lấy miếng xốp ra mới được. Lấy miếng xốp ra cho nó dễ bắt. Để nó chui vô miếng xốp hoài. Kìa. Đâu. Con bỏ hai tay lên coi. Đâu. Thôi giấc con. Thôi đem thả cái con cá gì mà nó ôm nhôm nhách trời. Cái gì mà không nhôm nhách vậy? Không biết. Nguyên cái hồ cá bay màu của mình nè. Dài con nó bự bự tí rồi. Đồ bự rồi hả? Không biết luôn, đi ra đây coi thử coi. Nè. Thôi coi qua thử coi mấy hồ này có không. Hồi xưa mình nuôi cá beta thì mình cho ăn trứng nước thì nó mới gặp mấy trường hợp này. Mà bữa nay cũng có. Thôi con thả nó đi kiếm gì. Ở đây bên đây có cái ao nước, thả vô luôn đi. Hồ này có gì không? Không, mấy hồ này đâu có. Ôi Huy, sẵn con lấy cái ống nước á, con ghim con bơm ra ngoài cái hồ cá ron cho chú luôn đi. Nó ống nước nè, ống này nè. Ừ, con gắn vô đầu này nè, quên hồ con. Gắn bên đây, để bên đó hoài. Rồi con đi ra ngoài kia đi. Trời ơi. Không biết sao mà nó bị hoài nhé. Rồi con đi ra ngoài kia đi. Cái áo phao mình nằm, lăn lóc vô đây nha. Coi hồ, coi ngoài hồ đó có mấy con thủy quái nữa không Quỳ? Có cá lô kiến, còn cá lô kiến không? Chưa, để cháy đàng hoàng để chú quên. Cái này nên để tí coi. Con nhớ có cái đầu ống không tiêu rồi không biết. Tự nhiên trong đây mà lại có con thủy quái. Không thể tin tưởng được. Hồ này cũng có. Trời ơi. Nãy có cho ăn ở đây chưa? Có cho ăn không? Chỉ lấy thức ăn cho ăn tiếp. Đây có mấy ngon nè, mà ngon riêng. Này nè, đây có cá lau kiến thủy quái nè. Cá lau kiến đặc biệt luôn. Nè mọi người. Cá lau kiến này là cá lau kiến Bình Dương ha mọi người. Thôi mọi người chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ yêu thương ủng hộ. Nhớ đăng ký kênh, follow kênh. Để theo dõi BCT nha mọi người ơi. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt nha.